Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game đó là VNG đấu thằng Tái Lâm. Và lâu lắm rồi thì anh em chúng ta không có chơi cái tựa game này được anh em, tại vì mấy nay mình lo cày cuốc này kia các kiểu thôi anh em, cho nên là mình không có ra video về cái tựa game này. Không biết là có anh em nào còn đang chơi không ta. Ok, khoan anh em đợi xíu nha. Thì mỗi ngày thì mình công việc mỗi ngày của mình là chỉ lên làm nhiệm vụ nè anh em, và sau đó là mình sẽ nhận mấy cái phần thưởng này kia các kiểu, rồi cày cuốc vượt ải này kia các kiểu đó anh em. Đây, hôm nay thì mình sẽ làm gì cho anh em xem đây. Hiện tại thì bây giờ mình đã giành được khá là nhiều vé chiêu mộ anh em à. Đây anh em thấy không, 6 cái vé chiêu mộ vàng với lại 43 vé chiêu mộ ít mộ anh em. Đó, thì 43 vé này tương đương với lại 7 vé anh em à. 35, 42, à 6 vé chứ anh em, 6 vé nữa, 6 cái vé nhân 7 anh em. Đó là tổng cộng là mình được lấy 12 vé anh em. Mình sẽ đợi tới cái sự kiện gọi là tướng chỉ định anh em. Tướng chỉ định thì mình sẽ chiêu mộ và mình sẽ kiếm những cái con tướng nó xịn sò hơn xíu. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục. Hiện tại thì giờ mình cái độ khó mình đã lên được 234 anh em và mình đang bị sựng lại. Nhưng hôm nay thì mình sẽ thay thế mấy cái hồn tướng này, hồn mấy cái hồn lại thôi anh em à. Đây, mấy cái linh hồn của mình hiện tại bây giờ nó khá là thấp. Nó chỉ khoảng tầm 6-7.000 năm tuổi anh em. Bây giờ mình sẽ thay lên, mình sẽ kiếm những cái linh hồn có 10.000 năm tuổi anh em. Thay hết toàn bộ các linh hồn lên hết 10.000 luôn, mình sẽ update lên 10.000 hết luôn. Mình để dành khá là nhiều mấy cái vé càng quét bà, được một cái con 10.000 đó anh em à. 7.000 thôi, 9.000 thì cũng xài tạm đi anh em. Bây giờ mình sẽ cố gắng, mình sẽ kiếm những cái linh hồn 10.000 năm anh em. Mình sẽ quét 10.000 năm luôn anh em. Để mình xem thử nha. Wow, hơi bị khói nè. Gì mà ra 8.000 không vậy nè, 9.600, kiếm 10.000 nha anh em, kiếm 19.000 nè, kiếm 10.000 luôn anh em ơi, 10.000 rồi nè, ok, 10.600, đặt mốc luôn anh em à. Đây, hồi nãy mình quét bên đây là có 9.000 anh em, bây giờ mình sẽ kiếm một cái 10.000 ở bên đây, 9.900 nè, ô, 10.000 anh em, 10.400 luôn, quá, wow. Ok, mình sẽ qua tới con tiếp theo, 9.900 nè anh em à, 6.000, 7.700, quá, wow. Kiếm một cái con 10.000 cũng khá là khó khăn á anh em, mà 10.000 rồi nè, 10.001 cũng được đi. 8.002, 6.007, trời ơi. 10.004 luôn anh em à. Wow, con gấu này cũng xài nhiều anh em. Con gấu này đa số là mình thấy rất là nhiều tướng sử dụng con gấu này luôn á, tăng chính xác cho đồng đội. Chắc mình sẽ quét khoảng có làm một hai con gấu đó anh em. Hoặc là 9-10.000 rồi đó, và 10.004 luôn nè. Wow, 9.001. Rồi 5.000 mấy thôi. 5.000 nữa. 7.000 mấy. 10.000, ok, được hai con 10.000 anh em à. Tới con này. Đây, con này cũng sử dụng nhiều nha anh em. Con này là con TT anh em à. Có khả năng gây mê. Ôi, 10.600 luôn anh em ơi. Ngon vãi. Wow. Còn 140 mấy vé nè anh em ơi. Mấy này mình để dành vé lâu lắm rồi đó. Hôm nay thì mình sẽ càng quét cho anh em xem. Mình đi, mình treo tới 234 là hết treo nổi rồi anh em ơi. Được chiến của mình hiện tại bây giờ là 4.900.000. Mình nghĩ là mình thay thế cái vàng hồn này vô, mình sẽ lên được 5 triệu mấy anh em. Con dơi này cũng nhiều người xài anh em. Con này nó là không phải là con dơi mà lấy con gì ta, voi ma mút anh em à. Mình nhìn nó mà mình cứ tưởng là con dơi, nhìn khá là giống cái con dơi anh em. Mình cứ nhầm em đó mà. Và anh em nào mà đang chơi những cái tựa game nào cảm thấy ok anh em, vui vui thì anh em cứ comment bên dưới nha, mình sẽ xem thử. Nếu mà ngon á thì mình sẽ làm video, mình sẽ ra cho mọi người cùng xem luôn. Hiện tại thì bây giờ mình cố gắng mình sẽ ra thêm những video, những cái tựa game khác cho mọi người, cho nhiều người xem hơn nữa. Để kênh của mình nhanh, sớm nhất có thể là lên được 10.000 người đăng ký nữa mà. Mình đang cố gắng lên được 10.000 người đăng ký trong cái thời gian sớm nhất có thể. Tất nhiên 10.000 người đăng ký mình sẽ có những cái event tặng khá là nhiều thẻ game cho anh em. Vì vậy mà đừng có bỏ lỡ nha anh em. Cố gắng ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký nha anh em. Mình sẽ tặng nhiều thẻ, để mình suy nghĩ xem, đang định sẽ tặng khoảng tầm 50 đến 100 cái thẻ game anh em trong cái video ăn mừng 10k sub. Vì vậy mà càng sớm càng tốt, càng nhanh thì cái phần thưởng thì mình sẽ tạo event càng sớm anh em à. 7.000 mấy năm tuổi, trời, 6.000 mấy năm tuổi nữa, 5.000 mấy, ui. Kiếm con 10.000 khá là vất vả anh em, còn 94 vé chiêu mộ thôi. 8.000 mấy, 7.500, 9.600 luôn nè, 6.800, trời, nó tuột luôn rồi anh em. Đây, xuống 5 luôn rồi, lên 6.100 rồi anh em à, 5.600 nữa, 8.600,
10.000, ok, lên được 10.000 anh em mình sẽ cố gắng chiêu mộ hết những cái con. Ây, 10.000 luôn. Wow, hình như là anh chiêu mộ ra được cái con. Rồi, con cáo, cái bông hoa mình cũng có 10.000 năm nữa nè. Mấy con này chưa anh em, mấy con này thì mình mới mở ra thôi. Nãy mình rảnh, mình treo máy, mình cho nó quét anh em. 10.600 luôn nè. 9.300, 8.001, 9.000, 10.000 đó nè anh em à, được hai con 10.000 luôn. Ôi, 10.000 nữa. Wow, 10.600 luôn. Wow, được hai con nữa liên tiếp. Ôi trời, 10.400 nữa nè. Wow, quá ha. 10.000 đó nè anh em à. 10.000 đó nè. Wow, hai con 10.000 liên tiếp luôn anh em ơi. À, ở mấy con sau này cái tỷ lệ ra 10k nó khá là dễ anh em. Đấy, quét ra 10k liên tiếp luôn rồi nè. Ôi, 10.000 đó nè anh em à. Mình nghĩ là bây giờ mình thay thế là được rồi nè anh em. 4.911 rồi anh em. Túi đã đầy hả? Wow, túi đã đầy rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ dùng hộp bớt. Đây, bây giờ mình sẽ úp mấy cái này lại mới được. Mấy cái món này mình cũng nhiều lắm anh em à. Đầy nhóc hết đây. Rồi, đầy túi hết anh em, đợi xíu nha. Cái này mình nó cũng full túi nữa anh em. Mình có thể là xem cái sức chứa của túi mình ở đâu ta. Ok, cuối cùng cũng xong rồi anh em. Bây giờ anh em chúng ta sẽ vô và thay thế mấy cái hồn hoàng thôi anh em ơi. Đầu tiên là mình sẽ thay thế cho cái con bỉ đông, mình sẽ thay nhanh luôn. Wow, ôi, lên được có 3.000 được chiến rồi nè. Cái bèo vải trưởng rồi đó. À, cái con này hiện đại bây giờ đang là 9.000 năm tuổi anh em. Wow, con chó sói này mới có 8.000 là ba thôi. Mình nghĩ là mình sẽ thay thế sau anh em. Tiếp theo mình sẽ thay thế cho cái con thứ quyết. Để mình xem thử. Wow, được bao nhiêu đây? 2.000 mấy rồi anh em à. Ôi, khả năng cao là mình sẽ không thể nào mà có thể là đạt được đạt được 5 triệu anh. Ở lộn, lên đúng rồi, lên 5 triệu được chiến rồi anh em à. Khả năng cao sẽ không lên được 5 triệu được chiến rồi. Cú mèo nè. Cú mèo này mình có thể là thay đổi thành con gì ta? À, cái con này anh em à, con này mình đang cần anh em à. Đó, vô luôn, 3.000 thôi anh em mà, lên được có 3.000 lực chiến thôi. Ồ, cái con hồ ly này mình hết rồi anh em. Hồ ly này với lại cái bông hoa ha. Cái bông hoa này hiện tại giờ mình có cái con nào nó xịn hơn ta. Con này thì nó không sử dụng bông hoa anh em ơi, mà nó sử dụng mấy con này nè. À, nó xài cái bông hoa này nè anh em à. Wow, anh em nên xài theo cái hướng dẫn này nó sẽ ngon hơn em. Cốt thích thú. Cốt thích thú hiện tại bây giờ thì mình chưa có con nào ở trong này. Con hồ ly nè anh em, 7.000. Con bò cạp đó, mình đang sử dụng, nói chung là cũng khá đầy đủ ở trong này hết rồi anh em à. Bông hoa, con gấu, con bò cạp, hồ ly, con này, nói chung là, ôi, có cái con này là khác anh em, con này là khác thôi, con cốt thích thú hiện tại bây giờ hình như là mình không có phải anh em. Wow, con này là sẽ tăng cái sát thương thêm, mà cái con này của mình đâu cần phải sát thương anh em. Cái con cốt thích thú này là gì ta? Khi tấn công mục tiêu sinh lực thấp gây thêm sát thương cho mục tiêu anh em à. Khi mà cái con này có sinh lực thấp á thì mình sẽ gây thêm sát thương nữa. Rồi, ok, mình sẽ đổi nhanh cho mấy con này hết luôn đi. Đây. Ui, không đổi nhanh được nữa ha. Vậy bây giờ mình sẽ thay thế thôi anh em. Wow, thay thế mới. Khi sinh lực bản thân trên 50% tấn công tăng thêm 1.000. Trời. Wow. Con cú mèo này có vẻ ngon anh em. Con cú mèo này có vẻ ngon nha. Và hiện tại giờ con này không có sử dụng con cú mèo anh em à. Có, trong này nó có anh em, con ưng chứ không phải con cú mèo nha anh em, con chim ưng nha. Mình cứ gọi là cú mèo tội nghiệp em, nó khi một cái để tử vong sẽ tăng thêm 813 bạo kích nữa. Các con sói này hiện tại giờ không cần nha anh em. Bây giờ mình sẽ thay thế con chim ưng vô. Mình sẽ đi, mình sẽ chiêu mộ mấy con chim ưng. Đây, chim ưng anh em à. 7.000 mấy năm tuổi rồi. 7.000 mấy. Kiếm mấy con maximum luôn em, 10.400 nè. 6.000 mấy. 4.000 mấy. 6.800 nè anh em à. 8.800, 7.000, 10.600 luôn anh em à, maximum luôn. Wow, ngon. Bây giờ mình sẽ thay thế vô trong cái vị trí của con này. Rồi ta, nãy mình sẽ thay thế vô trong cái vị trí của cái con này vậy anh em. Đây, đó, chim ưng anh em à. Wow, tăng anh em thêm 2.000 lực chiến nữa anh em. Ở đây mình xem thử có cái con nào không cần thiết, mình sẽ thay thế nó ra luôn. Cái con này đó gì ta? Tấn công bản thân tăng 160 trong trận có một đồng đội tồn tại, hiệu quả nó sẽ tăng thêm 50% nữa. Còn cái này đầu trận tăng tấn công bản thân. Ồ, mình nghĩ là mình nên thay cái con kê này vô sẽ ngon hơn em. Mình sẽ thay cái con gì, hải ma kình anh em, thâm hải ma kình nè. Bây giờ mình sẽ thay cái con đầu trận đầu tiên vô lên luôn anh em à. Đây, nó nằm ở khúc đầu rồi phải anh em, con này nè. Đó, wow, 10.000 năm luôn em à, một nháy đầu tiên ra 10.000 năm luôn, nhưng mà chưa mát anh em à.
mình sẽ kiếm một cái con nào đó mát mát một xíu. 14.000, trời ơi, 9.700, 9.500, 9.400, wow, 9.600, 4.567 luôn rồi anh em à. 10.260 chưa mát anh em à. 10.000, wow, vẫn chưa mát anh em à. 8.000, 6.000, trời ơi, 9.600, 9.200, 7.300, 10.400, wow, 10.400 xài tạm cũng được anh em. 10.400 mình nghĩ là xài tạm thì cũng được. Đây, bây giờ mình sẽ thay thế cái hồn vàng cho cái con này. Đồng đội, đầu dặn đồng đội tăng chính xác thêm 180 điểm anh em. Con này cũng có thể, con này có sử dụng con gấu, nhưng mà mình sẽ thay thế con này vô. Wow, có rồi anh em. Cái con thâm hải ma kình có rồi anh em. Nhưng mà mình sẽ thay thế con kê vô thử xem sao anh em. Con kê này đầu chặn tăng tấn công thêm 501, nhiều hơn so với này rất nhiều anh em. Tấn công bản thân con tăng có 160 mà. Trong chặn mỗi tồn tại một đồng đội anh em. Hiệu quả này tăng thêm 50%, như vậy là 5 đồng đội tăng thêm 250% không anh em, hay là chỉ tăng thêm mỗi tồn tại một đồng đội. Mình không biết ngon hơn hay không, nhưng mà kệ, thay thế này đỡ đi anh em. Xem để có cái con nào không cần thì mình sẽ bỏ ra. Con hải sâm này nó chỉ có ở Hải Lan lợi nhận này nó chỉ có 19.000 thôi, 9.500 thôi. Mình nghĩ là mình sẽ thay thế em nó luôn đi. Khoan, mình xem thử còn con nào có thể là cần thay thế nữa hay không. Đổi nhanh, đổi nhanh, đổi nhanh luôn, và đổi nhanh luôn, đổi luôn, đổi luôn anh em à. Đây, mình sẽ đổi con này luôn. Wow, khi sát thương làm kháng bạo của mục tiêu giảm 301. Con này sau khi bị bạo kích kháng bản thân sẽ tăng thêm 298. Và mình nghĩ mình thay thế cái này vô đi anh em. Còn cái ông già này mình nghĩ mình sẽ thay thế luôn. Khi được trị liệu sẽ hồi thêm, khi gây sát thương mục tiêu giảm 2081 sinh lực. Tăng bạo kích ha, đầu dặn. Rồi mình nghĩ là mình thay cái này vô. Đó, cái này mình sẽ thấy sẽ ngon hơn em. Rồi, ok. Mình nghĩ là ngon lành củ hành rồi đó anh em à. Chắc là, ui, lên được 5 triệu rồi nè anh em. Lên được 5 triệu được chiến rồi nè. Như là lên 5 triệu được chiến mình sẽ nhận được cái phần thưởng này anh em à. 2.000 nè, 2.000 kim cương 20 vạn, 7.000, 8 giờ và 8 giờ. Wow, ok, lụm luôn. Để mình xem thử còn cái sự kiện gì để mình có thể là nhận được đấy không nha anh em. Nạp 2 ngoại thất. Rồi, ok. Mình vừa mới chiêu mộ một cái con hồn hoàng cho cái con tướng của mình. Đây, mình sẽ thay thế cái hồn hoàng vô cho con này. Lên được 10.000 năm luôn anh em à. Wow. Xong mình sẽ thay thế thêm mấy cái hồn hoàng cho cái con đường hảo của mình. Em nó hiện tại giờ thủ khá là cùi anh em à. Khá là cùi bắp luôn á. Mình sẽ thay thế cho em nó số cái gì đó, gọi là cho nó cứng lên xíu anh em. Bây giờ mình sẽ nâng cấp skill lên tiếp thôi. Nâng cấp skill lên cho cái con này đi. Ok, thứ quyết anh em à. Hôm nay chỉ định thì mình đã lên được 1 sao cho con thứ quyết rồi. Đam nói chung là cũng ổn anh em, tạm được. Wow, để mình xem thử. 55 vạn anh em à. Để mình xem thử cái shop hôm nay là có gì mua hay không nha anh em. Wow, cái shop hôm nay toàn là bán đồ xịn không anh em ơi. Wow wow wow, toàn đồ vàng không anh em à. Ui, mình nghĩ mình chắc mình sẽ mua cái này luôn anh em à. Mình mua cái này luôn đi. Sau đó mình xíu mình sẽ kiếm tiền vàng. Trời ơi. Wow, cái này nhưng mà rất tiếc là có rồi anh em à. Cái này mình nhưng mà 1 sao à. À có rồi anh em, cái này có rồi, 4.200. Hôm bữa mình mua cái này hình như là chỉ có 104 vạn hay là 130 vạn thôi anh em. Wow, đôi giày của Bỉ Đông mà chỉ có 104 vạn thôi. Mình nghĩ là xíu mình sẽ kiếm tiền mình vô mình mua luôn anh em. Anh em đợi đi xíu nha, mình sẽ bán hết tài sản của mình xem thử là có thể là mua được hay không. Ui, cái gì đâu không rồi nè. Mình sẽ, ui, 8 giờ 50 kim cương. Mở tiếp luôn anh em, mở tiếp luôn. Rồi, luôn anh em ơi. Xíu nữa mình sẽ, à, mấy cái túi vàng này để mình mở. Mình nhận hết mấy cái túi vàng luôn anh em à. 8 giờ nè. Nhận luôn. Túi vàng 24 giờ, nhận luôn. Rocket 24 giờ anh em à. Đây, nhận luôn. Mấy cái gương này mình sẽ mở hết luôn. Mấy gương này như là cái đồ chơi thôi anh em, đồ chơi để mà úp trong cái phe thôi. Wow, được 1 vạn nè. Rồi luôn anh em ơi, hết rồi, hết đồ nghề rồi, bây giờ chỉ có thể là đi chơi cái trò chơi này thôi. Cái trò này mình chơi trên máy tính khá là cùi anh em, lúc nào cũng tạch hết em mà. Nhưng mà mình chơi ở trên điện thoại thì không bao giờ mình bị vướng nha anh em. Mình vừa mới mua được một cái món trang bị cũng khá là xịn rồi, để xíu mình gắn vô. Ui, ok, vô thôi. Mong là sẽ không bị vướng nào hết. Đó, ngon lành liền,
Ngon lành liền anh em à. Ngon lành liền anh em ơi. Ok. Đầu xuôi là đuôi lọt anh em à. Ngon lành luôn. Vô. Tới luôn anh em ơi. Tới luôn. Wow. Ôi chết rồi, bị dướng nữa. Gì mà cũng bị dướng nữa, hay thật sự chứ. Wow. Gì mà cũng dướng mình một phát anh em ơi. Nói chung là dướng nữa anh em à. Nói chung là ở trên cái máy tính hơi bị lắc lắc hơn so với ở trên điện thoại anh em ha. Mình cảm giác như vậy anh em, cho nên là nó hơi trễ đi một xíu phải anh em. Tiếp luôn, tiếp luôn, chơi tiếp nha anh em. Cố gắng kiếm nhiều vàng, mình sẽ mua cái đôi giày. Ở lộn, có cái đôi giày phải anh em, đôi giày cho ông bị đông đeo mới được. Bị đông mình đang nuôi cho em nó trâu lên xíu anh em ơi. Ai kết bạn in y tặng gì nè, tặng team lấy nhân vật. Ủa lấy VT á, lấy nhân vật hả, nhân vật anh em à. Hoàn thành được cái nhiệm vụ nè, mình sẽ nhận nhiệm vụ hết luôn. Rèn luyện nó có gì mà nó chớp chớp đỏ nè. Ok, tới rồi anh em à. Vô luôn. Chơi luôn nha anh em, chơi luôn nha. Hình như là mình mở ghép được và full mấy mảnh ghép, hình như là mình được cái 500 kim cương rồi phải anh em, với một mớ vàng ấy thì phải. Để xíu mình xem lại nha. Rồi, bắt đầu. Star thôi, vô. Ủa, dễ luôn. Đầu xuôi là đuôi lọt. Nhảy sớm xíu nè, nhảy sớm xíu. Nhảy sớm xíu nè, ôi trời. Hơi sớm quá anh em à. Ôi trời này đau tim vãi chưởng. Hơi sớm một xíu anh em. Đây. Đó, tới tầm đó là nhảy là hợp lý luôn anh em. Nhảy luôn. Nhảy luôn. Đừng có bỏ bạc đừng có bị mắc cái bạc nào hết là được anh em. Đại giờ cần khá là nhiều bạc. Rồi, ok, finish. Xem bao nhiêu bạc đây anh em. 11 vạn với lại 5 cái 2 giờ anh em. Cốc kết 2 giờ đồng hồ luôn. Ok. Hiện tại bây giờ mình mới ôi được 105 vạn rồi anh em, 108 vạn rồi nè, dư sức anh em. Khoan anh em đợi xíu mình ghép hết mấy cái này luôn đi. Đây, ghép hết cái này sẽ nhận được cái phần thưởng 500 kim cương, hai cái vé chiêu mộ anh em ơi. Còn thiếu nè, bây giờ mình sẽ mở hết luôn cho coi. Rồi, xong phim, mình nghĩ là mình đủ rồi anh em, 104 thôi thì phải anh em. 104 thôi anh em à. Vô, lụm luôn. Wow. Cái trang bị này mà up lên 9 sao được chiến sẽ tăng lên khá là khủng khiếp anh em. Đó. Rồi giày cộng 8 anh em ơi. Này giày cộng 8 cường quá. Bây giờ mình có thể là cường quá lên tới cộng 9 rồi anh em, nhưng mà chỉ tỷ lệ chỉ có 20% thôi. 4 vạn mình nghĩ là mình không nên chơi đâu anh em. Dùng luôn, đem hết đồ nghề cho qua bên con này luôn. Đây. Quá là xịn anh em à. Lực chiến mình tăng lên thêm một khúc nữa anh em à. Ủa, sao ít vậy nè? Có lên được mấy chục cao vậy ta? Chắc là cái món trang bị cũ đã cộng sẵn anh em. Bây giờ mình như mình lên cộng 9 thì cái lực chiến mình nó mới lên cao được anh em. Đây, cộng 9 thì mình sẽ tăng lên được thêm 916 công nữa anh em à. 916 công, còn bên đây là tăng lên cộng 9 nó chỉ tăng lên được có 306 phòng thủ anh em, chính xác. Còn cái này là tăng thêm công nè, phòng thủ né tránh nè. Bây giờ mình sẽ cường quá thử xem sao anh em. Wow, lên luôn anh em à. Quá, wow, lên luôn. Hên vãi chưởng. À, một phát lên luôn anh em à. Bây giờ mình nghĩ mình có nên up đôi giày này lên không ta? Đây, bây giờ mình đang có đồ chơi là mình sẽ up lên được tới cộng 7 luôn anh em à. Không, mình nghĩ là không nên đâu. Phòng thủ mà. Đây, lên được 5 triệu mấy rồi anh em ơi. 5 triệu mấy rồi. Chiêu mộ lên được 45 vé nha anh em. Mình đợi tướng chỉ định nào mới mình sẽ hốt luôn. Thay thế cho trong cái đội hình của mình. Chứ con đường hạo khiêng cảm giác như nó khá là cùi anh em. Biết chỉ lúc mình chơi đế một bạch nha rồi. Con đó là nhiều anh em bảo là nó khá là vip, vừa trâu mà vừa mạnh, nó gánh tem đầu đầu chặn anh em. Khi mới bắt đầu chơi là em nó là gánh tem luôn anh em, thuộc hàng gánh tem khá là vip luôn á. Đây, nhận luôn. Ủa hình như là mình sử dụng mấy cái này thì mình sẽ có thể là nhận được mấy cái này không ta? Chưa bắt đầu à? 21 tháng 4, à 21 tháng 4 mới nhận được anh em. À, trồng cây xong rồi nè, lượm luôn. Ui có bạc anh em à? Bạc 8 giờ luôn mới ghê chứ anh em. Wow. Vậy là mình nữa thêm một mớ gọi là bạc nữa rồi anh em à. Đây 16 tiếng nữa. Lượm luôn. Hai dạng máy anh em à, có hai dạng máy thôi. Còn này bây giờ mình có thể chắc mình nghĩ là up lên được cái full của tem 90 luôn anh em. Wow, 110 mấy k luôn. Lên luôn. Ui, nhiều lắm anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đập cho mấy con này lên 90 luôn đi. Phẹt.
Một con lên 90, con này chắc không lên 90 nổi đó anh em. 90 luôn anh em à, 90 luôn rồi. Wow, tem của mình hiện tại bây giờ đã lên được 90 toàn tập anh em ơi. Bây giờ gắn hồn thú cho mấy con này thôi. Nó đang chơi với cái hệ nào giờ thiếu con bò cạp với lại con hồ ly anh em, bò cạp với lại hồ ly. Mình xem mấy con này thử coi. Thiếu cái con cái con cốt thích thú. Cốt thích thú hiện tại bây giờ thì ở đây mình không có anh em. Cốt thích thú hiện tại bây giờ không có. Mình xem qua thử mấy con này thử. Cốt thích thú với lại chim ưng á. Chim ưng, có chim ưng. Trời ơi, hết thổi lâu ấy nè. Wow, khá là ngon em ơi. Đội hình hôm nay VIP 7 trưởng, full đem 90 luôn. Đó. Thôi, video nó cũng khá là dài rồi anh em, chắc mình sẽ kết thúc video đây quá. Và ở video sau thì mình sẽ bùi tiếp cho anh em xem nha. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đấu DaVinci đấu thằng đáy lâm nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em xem video của mình và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.